Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 7 tháng 4, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị theo dõi phần 12, cũng là phần cuối phỏng vấn đặc biệt với nhà văn Phan Nhật Nam, những suy nghĩ của ông về việc viết lách của chính ông. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Mình cái đầu đề của mình lần này tức là người lính viết văn, thì bây giờ hỏi anh về cái chuyện viết văn một tí để cho nó đủ theo cái danh người lính viết văn. Vâng. Thì anh vẫn có cái, có thể nói là cái phản cảm khi mà người khác gọi anh là nhà văn quân đội. Vâng. Anh phản cảm mạnh lắm. Vâng. Và anh giải thích thêm một cái chuyện. Thưa với anh Dũng, thưa với quý khán giả, hình như tôi nói chuyện này rất nhiều lần. Tôi không phải nhà văn, nó rất thật như vậy. Không phải là người văn chương học thuật, chuyên nghiệp quân sự 240.7, tức là gì? Là có chỉ huy một đơn vị bộ binh, trung đội, thiếu úy hay là trung tướng, mỗi chỉ một quân đoàn cùng là 240.7. Đó là cái chuyên nghiệp quân sự của một người lính nhà nghề. Lính nhà nghề là lính thực thụ, ví dụ như là trường thiếu sinh quân, trường Đà Lạt, trường hải quân, trường quân y, đó mới gọi là lính thực thụ. Còn mấy ông kia là lính trữ bị, đông đế nữa là thực thụ hiện dịch. Thành thứ, rồi tôi chỉ có được hai cái bằng, bằng khoảng 55 nhảy dù và khoảng 12 biệt động quân. Không có thêm một cái gì hết, không có cái bằng tham mưu, không có bằng về học vấn. Mặc dù cũng có đi học ở trên đại học University ở trên Minnesota mấy năm. Thành thứ, tóm lại, cái điều này tôi đã nói rất rõ từ ở trong cái dẫn nhập, ở trong dấu binh lửa. Thường thường chủ đề của hôm nay cứ dẫn đến chủ đề nước. Tôi không phải là nhà văn, tôi chỉ là một người bất bình tắc minh như tôi nói với anh nào. Vì hiểu như thế, cho nên tôi thấy rằng là người ta gọi tôi là nhà văn, tôi ngượng lắm. Vì nhà văn phải có những người, người ta sống bởi văn chương. Ví dụ như ông Nguyễn Du, như ông Mai Thảo, như ông Nguyễn Mạnh Côn, như ông Albert Camus, như ông Jean Poussac, như ông Walter Whitman. Đó, thế đó, người ta viết văn, như ông Hemingway. Đó, người ta sống bằng chữ nghĩa, người ta vận dụng bằng chữ nghĩa. Và chữ nghĩa đối với ta là một cái thế sống. Còn không phải, chữ nghĩa đối với tôi chỉ là cái vật dụng mà khẩu súng không giải quyết được. Và tôi cũng không có khả năng để làm gì hết với những cái đa đoan của đời sống. Nó xảy ra từ một cái đứa bé chưa đầy 10 tuổi, rồi đến một anh lính 20 tuổi, rồi một anh tù 30 tuổi, cho đến hôm nay. Tôi vẫn suy nghĩ đi, suy nghĩ lại đời sống tại vì sao, như thế nào. Và chỉ có một điều là phải viết lên. Viết đóng phải viết cho ai hết, thưa anh Dũng và thưa quý vị, viết cho chính bản thân mình. Cho nên bảo rằng là anh ta là nhà văn quân đội, thì làm gì mà có cái nhà văn quân đội và nhà văn dân chính? Làm gì có nhà văn bác sĩ như là ông Ngô Thế Vinh bạn tôi, là nhà văn kỹ sư bao giờ? Không có. Là nhà văn thì người ta đặt nỗi cái chức năng đó không đã đủ lớn lao và đầy đủ cho người ta rồi. Mà tôi thì không phải vậy. Cho nên tôi thêm một lần hôm nay nói với anh, tôi không phải là nhà văn và là càng không phải là nhà văn quân đội. Và cái nhất là tôi đi tù mười mấy năm và cái lấy giấy ra trại là tù cái tội là đại úy ngụy quân, chứ đâu có cái tội nhà văn. Cái này rất thật. Tại vì nếu mà tôi đi trình diện theo cái những cái người viết văn viết báo, vì tôi đã đi trình diện ở chỗ Phú Nhuận, thì cái chỗ cộng sản đó nó bảo rằng không, ông là viết văn viết báo, ông đi về dưới trường Nguyễn Du trình diện. Tôi nói không, tôi là lính chuyên nghiệp đó, tôi đem hình lính tráng đó, tôi đâu có nha. Thành nữ nó mới nhận cho tôi đưa về trại Long Giao với cái cấp đại úy. Đó là những cái cụ thể nhất. Và cái giấy ra trại là tội đó là tội can tội ngụy quân, chứ không phải là tội viết văn. Thành thứ, thưa với anh Phan Lê Dũng,
để chấm dứt đều rõ ràng nhất là năm 1916 chứ, khi trả lời với Nguyễn Hữu Thịnh ở ngoài Bắc cái vụ mà mời tôi về đó, thì tôi nói không, tôi hoàn toàn không có một sinh hoạt với viết văn nhà báo ở Sài Gòn hay là liên lạc, chứ đừng nói ở Hà Nội. Và có thêm một điều nữa, đây là điều thật, nếu ở Sài Gòn trước năm 75 có cái ông tên là Nguyễn Đông Ngạc, ông viết một cuốn sách là 100 nhà văn của miền Nam đó, thì có người ngồi chơi ở Pagod thì như anh Bùi Bảo Trung nói, mấy cậu nam cậu viết văn, thì ông kia ông trả lời không, cha này lính trang, mà tôi nói đúng rồi, cha này nói đúng. Cũng giống như bây giờ ở hải ngoại đây, các tuyển tập các nhà văn hải ngoại, các cái tuyển tập nhà văn lính nó hoàn toàn không có. Thương thứ, cái gì nó phải chính danh. Tôi là người lính nhưng làm thêm cái nghề viết văn, vì giờ này tôi không viết thì tôi cũng biết làm gì. Không có một khả năng về kỹ thuật, không có khả năng về tài chính, không có khả năng về, về bất kỳ... mại sửa cái áo, đóng cái đinh, cái tay chân tôi nó rất cụm về. Hình như tôi chỉ làm được một chuyện là ngồi viết cái computer để viết lên những cái dòng chữ. Mà những cái dòng chữ đó cũng nói thật với anh Lê Dũng, chứ không phải là làm ra cái điều nhún nhường, biết nó cũng không đi đến đâu. Vâng, tôi nói rất thật, nó cũng không đi đến đâu. Đằng sau cái chữ đó cũng là một sự hư, hư không và vô ích mà thôi. Thành thứ thưa về chúng ta không không tố cáo ở câu hỏi này, vì vừa rồi anh Dũng hỏi bây giờ tôi viết quân đội nữa không, không làm gì còn chiến trận nữa, mà ai mà đọc nữa, ai mà đọc. Thân giờ này ngay chính bản thân tôi trong một cuốn sách về quân đội, nếu cần phải viết là tôi chỉ lấy các tài liệu chứ không có lấy sức đâu mà đọc. Và nhất cái cuốn sách mà về đại bi kịch của anh á, tôi vừa đọc vừa dằn vặt, khổ quá, đau thương quá, nhưng mà phải đọc để lấy làm tài liệu đó. Thành thử thưa với anh Phan Huy Dũng, giờ này mà nhà văn quân đội, nhà văn người dân chính ở đâu nữa mà viết về lính, về trận đánh này, ông trung sĩ kia, ông đại úy nọ, ông thiếu tá, ai mà nghe cho. Mà hình như chả ai thèm đọc nếu viết như vậy. Mà hôm nay tôi thấy rằng tôi còn bao nhiêu năm để sống, năm nay 80 tuổi, tôi phải viết nhiều điều khác. Nhiều khác đó, lớn hay nhỏ cái đó tôi không dám nói, vì đó là điều riêng tư của nhưng nó chỉ ở xảy ra trong đầu. Nhưng mà tôi cầm bút và chắc chắn là không thể viết quân đội được nữa, vì không còn vấn đề người lính và chỉ không còn cái vấn đề nữa. Các trận chiến ở Sát Ly, ở Hạ Lào, ở Đồng Xoài, ở Bình Giã không còn là vấn đề nữa, mà vấn đề lớn là cái chiến tranh Việt Nam, đấy mới là vấn đề. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh thành công trên cái sự suy nghĩ vượt qua những cái gì mà anh đã viết ở trong quá khứ để viết về một hướng khác. Anh hy vọng là anh thành công về hướng đó. Xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh Phan Lê Dũng. Thưa, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi câu chuyện chúng tôi. Nó hơi dài mà nó cũng hơi vất vả nữa, và có thể là có nhiều khuyết điểm trong sự trình bày, nhưng thưa với quý vị, tôi đã trình bày với tất cả sự chân thật của một người đi vào cái tuổi cuối đời và cuối cuộc. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, cái nhìn bất bình tắc minh của Phan Nhật Nam đã theo ông suốt cả một cuộc đời. Cái nhìn đó bắt đầu từ những cái xác trôi sông lúc ông 3 tuổi, rồi thành hình qua tác phẩm đầu tiên Dấu Binh Lửa, trải dài theo quốc lộ số 1, qua dọc đường số 1, sang Mậu Thân, qua Dựa Lưng Nổi Chết, đến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972. Tiếp nối đến Hiệp định Paris, qua Tù Binh và Hòa Bình. Sau 14 năm tù, cái nhìn đó không còn mơ hồ, khó nắm bắt những suy nghĩ chưa hẳn thành hình vào lúc ban đầu. Bất bình tắc minh đã trở thành ngọn đèn hải đăng soi sáng cho cả cuộc đời chiến đấu của Phan Nhật Nam. Một đời viết văn, Phan Nhật Nam hình như vẫn thực sự lúng túng khi được gọi là nhà văn. Ông thường trả lời với một phản xạ đã trở thành cố hữu. Tôi là người lính thuần túy, tốt nghiệp trường Võ Bị ngày 23 tháng 11 năm 1963.
chuyên nghiệp quân sự 240.7 ở tiểu đoàn 7 nhảy dù KBC 1949 ở phi trường Biên Hòa. Ông vào lính từ năm 1963 và ra tù năm 1989. Tổng cộng 14 năm lính, 14 năm tù. Trước năm 1975, Phan Nhật Nam đã viết bằng cảm xúc của một người lính, tâm tư của một người lính. Sau năm 1975, ông vào tù với căn cước của một người lính và được thả ra với căn cước của một người lính. Những tác phẩm về sau của ông, Đêm tận thất thanh, Đường trường xa xăm, Phận người vận nước, cũng vẫn không ra khỏi trăn trở đau khổ của người lính. Tuy ít tâm sự, có lần Phan Nhật Nam đã tự nhận định về ông như sau: cái khổ của tôi nghĩ cho cùng cũng chẳng là bao nhiêu, và tất cả những gì tôi viết thật sự cũng chẳng đi đến đâu. Khi nhận định như thế, không biết Phan Nhật Nam đã dựa trên tiêu chuẩn nào, nhưng có lẽ qua các tác phẩm kéo dài trong suốt cuộc chiến của ông, có thể nói cái khổ của ông cũng đủ để cho tác giả có thể thấy những động lực đã thúc đẩy ông, và các tác phẩm của ông viết ra cũng đủ để nói lên một phần nào đó tâm trạng của những người lính. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi một loạt phỏng vấn lần thứ hai này với nhà văn Phan Nhật Nam.